Xin chào các bạn, mình là Thúy Hạnh, review mới của MacOne. Hiện tại là một con máy mình đang sử dụng Mac Air 2016. Mình đã dùng nó hơn 2 năm rồi. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình đánh giá xem 2019 rồi có nên mua Mac Air 2016 nữa không nhé. MacOne số 1 về Mac. Hiện tại thì mình đang dùng phiên bản thấp nhất là i5 128GB, giá của nó là 16 triệu tròn. Tại MacOne thì có các phiên bản cao hơn như là i5 256, i7 128 và i7 256GB. Mình sẽ để link mô tả phần dưới video này cho các bạn ấy tham khảo thêm nhé. Về phần màn hình thì MacBook Air 2016 sở hữu kích thước 13,3 inch với độ phân giải 1440x900 pixel, màn hình chỉ mỏng 4,86mm nên nhìn màn hình trông càng to hơn. Máy sở hữu màn hình HD, nếu để so với màn Retina bây giờ nó thua thiệt rất nhiều. Nhìn nó không chân thực bằng. Lúc ra mắt với mức giá 20 triệu đồng, mình mua máy bạn mình còn bảo với mức giá đó với màn HD là không đáng. Tuy nhiên trong thời gian sử dụng thì mình cảm thấy không quá thất vọng về màn hình con máy này. Vì sử dụng màn hình HD nhưng nó còn có cả đèn LED làm cho màn hình màu sắc tươi sáng hơn để xem phim, sửa ảnh hay là nghe nhạc, xem video nó rất là tốt. Về phần cấu hình, dung lượng RAM MacBook Air 2016 đã nâng cấp về 8GB, giúp khả năng đa nhiệm của sản phẩm được tốt hơn, có thể chạy đồng thời nhiều ứng dụng, mở trình duyệt nhiều tab hơn. Với ổ lưu trữ SSD 128GB, CPU Intel i5 2x 1,6Hz, các đồ họa Intel HD Graphics 6000, máy cho trải nghiệm cực kỳ mượt mà, không có hiện tượng giật lag trong thời gian sử dụng. Để dùng các phần mềm văn phòng thì không có gì phải chê trách, nhưng khi mình dựng video thì máy khá là nóng và chậm. Nhưng nói chung vẫn ổn vì mình dựng các video ngắn thì tầm 2 phút đổ xuống và không chèn quá là nhiều hiệu ứng. Về phần pin thì nó cho mình trải nghiệm khá là tốt. Trong lúc dùng MacBook thì mình dùng máy Win. Và hiện tại như mình thấy bây giờ thì các bạn dùng máy Win, mang máy đi học đều sẽ phải mang theo sạc. Còn con MacBook của mình hoàn toàn có thể trụ đến 5 tiếng đồng hồ hoặc là hơn nữa. Mình không cần phải cắm sạc bất cứ một lần nào, khá là thuận tiện sau việc mang máy đi học và không cần phải mang theo sạc. Hoặc là các bạn có thể mang đi cà phê, đi xem phim, đi trình chiếu và không cần phải cắm sạc. Về kích thước và khối lượng, máy có kích thước 32,5cm x 22,7cm, khối lượng cực kỳ nhẹ 1,35 cân. Đây chính là lý do mà mình và các chị em phụ nữ luôn luôn lựa chọn dòng MacBook Air để sử dụng, mỏng, gọn, nhẹ. MacBook Air của Apple chưa bao giờ khiến người dùng thất vọng về mặt này cả. Theo cá nhân mình đánh giá thì với 16 triệu đồng bỏ ra để trải nghiệm hay là một con máy MacBook Air 2016 thì hoàn toàn phù hợp với những gì mà nó mang lại. Đầu tiên là về thương hiệu tranh sảng của Apple, thứ hai là nó đáp ứng cực tốt các phần mềm văn phòng, và thứ ba với các ứng dụng đồ họa thì nó vẫn cho mình các trải nghiệm phù hợp để có thể làm các video ngắn, Photoshop cơ bản. Bên cạnh đó có 3 điều mà mình đánh giá cao MacBook Air 2016 với các bản MacBook Air đời mới hiện nay. Đầu tiên đó chính là sử dụng bàn phím cắt kéo cho độ bền, nảy và không gặp gỡ dính chữ như bàn phím cánh bướm. Thứ hai, quả táo logo vẫn phát sáng, các phiên bản từ MacBook Air 2018 trở đi bảo quả táo phát sáng, mình thấy cực kỳ đáng tiếc. Thứ ba là trên MacBook Air 2016 được trang bị đầy đủ cổng kết nối cần thiết với mình. Trên đời 2019 chỉ duy nhất có một cổng USB Type C, hơi khó chịu một chút nếu mình muốn cắm USB hay là chuột. Và trên đây là trải nghiệm của mình với con MacBook Air 2016. Còn với các bạn thì như thế nào? 16 triệu đồng, các bạn có lựa chọn dòng máy này hay không? Hãy comment dưới video chúng mình nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của MacOne nhé. Và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.